dự buổi lễ sinh nhật 1 tuổi của câu lạc bộ Tân Hợi 1971 Thái Nguyên tại nhà hàng khách sạn Phương Anh, thành phố Thái Nguyên ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho chúng tôi xin được gửi đến toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn, câu lạc bộ Tân Hợi 1971 Thái Nguyên được thành lập ngày 20 tháng 5 năm 2018, tính đến nay đã tròn 1 năm tuổi. Và ngày hôm nay thật ý nghĩa khi chúng ta kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Mỗi năm cứ vào ngày này, lòng chúng ta đầy xúc động bồi hồi khi nghĩ về Bác. Như tác giả Anh Thơ đã biết, nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Vâng, trong những ngày tháng năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ về Bác, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, với tấm lòng trân trọng biết ơn thành kính. Người đã đi xa nhưng tư tưởng và tấm gương đạo đức vĩ đại của người sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Và để tạo không khí vui tươi ấm áp bên những người bạn trong buổi lễ đặc biệt và ý nghĩa này, tôi xin phép được giới thiệu chương trình văn nghệ do các bạn câu lạc bộ Tân Hợi 1971 Thái Nguyên thể hiện. Xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình là bài hát Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do các bạn câu lạc bộ Tân Hợi 1971 Thái Nguyên thể hiện. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thank you.
Ngọc, trưởng ban kinh doanh. Bạn Triều Minh, Phó Chủ tịch, trưởng ban thành viên. Bạn Triệu Ngân Giang, Phó Chủ tịch, trưởng ban sự kiện. Bạn Dương Hồng Huệ, Phó Chủ tịch, Phó ban thành viên. Bạn Nguyễn Như Quang, Phó Chủ tịch, Phó ban thành viên. Bạn Vũ Đức, Phó Chủ tịch, Phó ban thành viên. Bạn Nguyễn Tuấn Anh, trưởng ban truyền thông. Xin cảm ơn các bạn trong ban quản trị câu lạc bộ Tân Hội 1971. Xin mời. Chúng ta ngày hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Tân Hội 1971 xứ Thanh. Câu lạc bộ Tân Hội 1971 nào ai? Hội đồng nhân 1971 Hữu Hoa Phương Đỏ. Hội Tân Hội 1971 Thái Bình. Hội đồng nhân 1971 tỉnh Hà Dương. Hội Tân Hội 1971 Quảng Ninh. Hội Tân Hội 1971 Ỷ Phố. Tim Tây Hà Nội, Tim Bắc Hà Nội. Tim Đống Đa, Tim Bắc Hà Nội. Tim Ba Đình, Tim Tây Hồ. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Thưa toàn thể các bạn, để có được một câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên phát triển vững mạnh như ngày hôm nay là nhờ có sự tham gia nhiệt tình của tất cả các thành viên trong câu lạc bộ và nhất là sự đoàn kết thống nhất cao của các bạn trong ban chủ nhiệm. Sau một thời gian hoạt động, câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên đã tổ chức kiện toàn và bầu bổ sung thêm một số bạn vào ban chủ nhiệm. Sau đây, tôi xin mời các bạn trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên lên sân khấu ra mắt câu lạc bộ. Xin mời các bạn. Xin mời các bạn trong ban quản trị Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Thank you.
Tôi xin được mời team đầu ra do bạn thấy. Tiếp theo, tôi xin được mời đoàn Hội Tân Hội 1971 Thái Bình do bạn Kiên Nguyễn thay mặt. Xin cảm ơn bạn Kiên Nguyễn. Bạn Gia Mơ Thái Bình có đăng hoa tặng câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Xin mời bạn Triệu Ngân Giang thay mặt lên tặng hoa cho câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Xin mời bạn Triệu Ngân Giang. Bạn Giang Ngô Thái Bình có đóng hoa câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Bạn Triệu Ngân Giang thay mặt bạn Giang Ngô tặng cho câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Vâng, xin được cảm ơn bạn rất nhiều. Tiếp theo, tôi xin mời đoàn Hội Tân Hội 1971 Quảng Ninh do bạn Hoàng Hải làm trưởng đoàn. Xin mời bạn. Vâng, các bạn Tân Hội 1971 Quảng Ninh. Tiếp theo, tôi xin được mời đoàn Hội Tân Hội 1971 Kỳ Phố do bạn Quỳnh Mai làm trưởng đoàn. Vâng, xin được cảm ơn các bạn. Tiếp theo, tôi xin được mời team Tây Hà Nội do bạn Nguyễn Tuấn Anh thay mặt lên sân khấu tặng hoa cho câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Xin mời bạn. Xin cảm ơn bạn. Tiếp theo tôi xin được mời Nam Bắc Hà Nội do bạn Nguyễn Như Quang làm trưởng đoàn. Xin mời. Vâng, xin cảm ơn team Bắc Hà Nội. Tiếp theo, tôi xin được mời team Ba Đình do bạn Triệu Minh thay mặt. Theo tôi xin được mời team Tây Hồ do bạn Hùng thay mặt. Xin mời bạn. Mời bạn Sơn Đinh Phú của Vĩnh Phúc lên có lãng hoa tươi thắm tặng câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Xin mời bạn. Vâng, xin được cảm ơn bạn rất nhiều. Và tiếp theo tôi xin mời một đoàn xa nhất của chúng ta, đoàn thành phố Hồ Chí Minh do bạn Long thay mặt bạn Hội ủy Sài Gòn lên sân khấu. Vâng ạ, mặc dù được giãn ra tôi nhưng các bạn cũng đã tỏ ra rất nhiệt tình với câu lạc bộ Tân Hội 1971 của Thái Nguyên chúng ta. Đề nghị quảng nắng đồng cho bạn một vỗ tay rộng rỡ. Những tình cảm tốt đẹp của tất cả các bạn đã dành cho câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể các bạn. Sau đây, tôi xin mời bạn Hồng Hoa, chủ nhiệm câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên lên đọc diễn văn buổi lễ sinh nhật câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Ngày hôm nay, xin được mời bạn. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể các bạn. Trước tiên,
cho tôi bày tỏ niềm vui, niềm hạnh phúc của mình cũng như gần 160 thành viên câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Nhân dịp sinh nhật lần thứ nhất của câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên, thay mặt các thành viên của câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên, xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các bạn. Câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên ra đời ngày 20 tháng 5 năm 2018 với mong muốn lớn nhất là trở thành nơi tụ họp đoàn kết giúp đỡ các thành viên cùng phát triển. Trong một năm qua, câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên đã tổ chức được 5 chương trình từ thiện giúp đỡ các thành viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, trẻ em vùng cao, 2 chương trình từ thiện tự nguyện, xây dựng thêm được hơn 100 thành viên. Sự kiện sinh nhật này thể hiện sự đoàn kết đồng thuận cao của các thành viên, đồng thời khẳng định quy mô và bước phát triển vững vàng của câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Với niềm vui hôm nay, chúng ta cần ý thức được rằng thành lập câu lạc bộ đã khó duy trì cho hoạt động lại càng khó hơn, và phát huy sức mạnh của nó còn khó hơn nhiều. Nhân dịp này, thay mặt cho câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành tới Chủ tịch Trần Thanh Hà, các bạn trong ban quản trị đã tạo dựng sân chơi cho những người bạn cùng tuổi, đã đồng hành hỗ trợ cho câu lạc bộ các tỉnh, các team hoạt động tích cực trong thời gian qua. Xin được cảm ơn tất cả các bạn. Câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên đã rất nhiệt tình trong mọi hoạt động của câu lạc bộ. Đó là niềm động viên tinh thần rất lớn để ngày hôm nay chúng ta có được câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên đoàn kết và phát triển. Qua sự kiện này, tôi xin được cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của ban quản trị và tất cả các bạn Tân Hội 1971 toàn quốc đã dành cho câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Một lần nữa, xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc sự kiện của chúng ta thành công rực rỡ. Xin cảm ơn bạn Hồng Nguyễn. Thưa tập thể các bạn, để có được một sân chơi vui vẻ và đầy ý nghĩa như ngày hôm nay là nhờ có người đã sáng lập và xây dựng lên. Ngày hôm nay, câu lạc bộ chúng ta rất vinh dự được Chủ tịch Trần Thanh Hà về dự chung vui. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu Chủ tịch Trần Thanh Hà lên có ý kiến phát biểu và chỉ đạo để câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên ngày càng phát triển và hoạt động tốt hơn trong những năm tiếp theo. Xin trân trọng mời bạn. Xin chào toàn thể các bạn. Lời đầu tiên xin gửi tới các bạn lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái nhất. Hôm nay cũng rất là vui mừng và vinh dự được tham gia ngày sinh nhật câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Cũng đúng vào cái ngày sinh nhật của bác, tôi chỉ xin hy vọng và gửi gắm đến toàn thể các bạn là thành viên trong câu lạc bộ và đặc biệt là thành viên trong câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên ngày càng yêu thương, gắn bó, đoàn kết. Như lời bác Hồ đã dạy, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Hôm nay thì cũng rất là nhiều các bạn ở mọi miền cùng về chung vui mừng cho sinh nhật câu bộ một năm của câu bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và mong rằng chúng ta mãi là bạn và đoàn kết xây dựng một mối quan hệ lâu dài, vững mạnh. Xin chân thành cảm ơn. Xin thay mặt cho toàn thể thành viên câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên, xin cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của Chủ tịch Trần Thanh Hà và chúc bạn luôn mạnh khỏe. Mừng cho một năm thành lập câu lạc bộ 1971 Thái Nguyên.
Do vậy trân trọng mời các bạn có ngày sinh vào ngày 19 và 20 tháng 5 lên sân khấu ạ. Tôi có một món quà nhỏ tặng riêng cho các bạn. Vâng, xin cả nhà cho một tràng pháo tay có hai bạn để sinh nhật chung ngày sinh nhật của câu lạc bộ và ngày 19 tháng 5 của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn Hồng Huệ, bạn Quý Anh, bạn Công Minh lên sân khấu tặng quà cho các bạn sinh nhật trong 6 tháng đầu năm. Xin mời các bạn có sinh nhật trong 6 tháng đầu năm lên sân khấu. Và chúng tôi xin trân trọng mời bạn Hồng Huệ, Quý Anh và bạn Công Minh. Hồng Ô Huy 500.000 đồng, bạn Trịnh Tuyên 500.000 đồng,
bạn Mai Vàng 500.000 đồng, bạn Thiên Lý Hoa 200.000 đồng, các bạn bạn Vũ Văn Đức câu lạc bộ Tân Hội 1971 xin đăng tài trợ toàn bộ pháo sáng cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn bạn Đức và xin được cảm ơn tất cả các mạnh thường quân của chúng tôi. Bạn Đoàn Lương 500.000 đồng, bạn Công Minh 2 triệu đồng. Một lần nữa thay mặt cho các bạn thành viên câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên xin cảm ơn tất cả các bạn. Và sau đây chúng tôi xin mời các bạn tham gia phần quay thưởng con số may mắn. Xử lý kỹ thuật. Vâng, con số may mắn đầu tiên ngày hôm nay mang lại điều may mắn cho câu lạc bộ Tân Hội Thái Nguyên của chúng tôi là con số 23. Xin mời bạn lên sân khấu. Vâng, may mắn lại đến với một người bạn kết nghĩa của chúng tôi, câu lạc bộ Tân Hội 971 Thái Nguyên. Bạn đến từ Thanh Hóa. Vâng, bạn Thanh Quế Hoa. Xin mời bạn và xin cảm ơn bạn rất nhiều. Tiếp theo, con số may mắn thứ hai của chúng tôi ạ. Vâng, số 7 may mắn tiếp theo thứ hai ạ. Ai là số 7 xin mời lên sân khấu ạ. Vâng, con Đồng Đa đã may mắn trúng thưởng một chiếc quà của các bộ chúng tôi ạ. Xin cảm ơn bạn Trương Hào và xin cảm ơn bạn tên Đồng Đa. Và con số thứ ba của ngày hôm nay xin mời 057. Xin các bạn có lần con số 057 nữa xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bạn, xin cả nhà cho một tràng pháo tay được không ạ. Con số may mắn thứ tư của buổi sinh nhật chúng tôi ngày hôm nay là con số 42. Đó là sự may mắn tiếp theo của đến từ Hải Phòng. Và con số cuối cùng của sinh nhật ngày hôm nay thuộc về số 46. Số 046 vẫn tốt với các bạn ở Hải Phòng. Xin cả nhà cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn các bạn. Quà tặng câu lạc bộ Tân Hội 1971 Thái Nguyên. Xin mời bạn Vũ Văn Đức lên sân khấu. We'll be right back.